Trong tuần, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ thư ký hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thông tư liên tịch số 19 về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Khẳng định hội nghị được tổ chức không chỉ để báo cáo thành tích, mà theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, cần phải chỉ ra những vướng mắc sau 3 năm thực hiện thông tư và đề xuất những giải pháp điều chỉnh. Thứ trưởng đã giao các đơn vị liên quan như Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa Cơ sở và Thanh tra Bộ, tùy theo chức năng nhiệm vụ để chuẩn bị hội nghị. Dự kiến sẽ được tổ chức tại Bình Định trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10. Hội nghị có sự tham gia của 35 tỉnh, thành phố. Các địa phương còn lại dự kiến sẽ tham gia sơ kết theo hình thức trực tuyến.